Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay rất vui lại tiếp tục được gặp quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ngay tại đường đi vào thành phố Cao Lãnh. Thì hôm nay mình sẽ review cho quý cô chú anh chị và các bạn một cái quán cơm rất là nổi tiếng ở khu vực bên Cao Lãnh, và đặc biệt là nổi tiếng trên những cái tuyến đường đi Sài Gòn hoặc đời về quý vị, tại vì đa số là các bà con đi du lịch hoặc là các cái xe khách đều ghé tại cái quán cơm này. Đó là quán cơm Cô Ba, nằm gần cái cổng chào đi vào thành phố Cao Lãnh. Như trước màn ảnh nhỏ của quý vị cũng thấy là rất là nhiều xe, đúng không? Đó, xe 4 chỗ rất là nhiều. Đó, đã ghé để mà dùng cơm. Và ở nơi đây thì mình được biết là có một cái món rất là đặc biệt, làm đó là cái món sườn, có món sườn ướp gia truyền truyền thống của gia đình, khá là đặc biệt và nổi tiếng, cho nên là quán khá là đông khách. Và quán thì phục vụ 24/24 luôn quý cô chú anh chị. Và không để quý cô chú anh chị và các bạn chờ lâu, thì mình sẽ đi vào bên trong quán và sẽ quay cận cảnh cũng như là trò chuyện với anh chủ quán để chia sẻ về cái quán của cô Ba cũng như là các món ăn đặc sắc tại nơi đây như thế nào, mà rất là nhiều bà con ở thập phương mọi nơi đi du lịch đều ghé để mà thưởng thức. Và trước khi vào quán cũng như trước khi xem tiếp tục cái video thì rất mong quý cô chú anh chị và các bạn hãy bấm like, chia sẻ cũng như là ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, để kênh sẽ tiếp tục ra nhiều cái video hay để gửi đến cho quý vị và các bạn. Cả nhà cũng thấy rất là nhiều xe 4 chỗ đã đến đây để mà dùng cơm với cái món rất là đặc biệt, sườn gia truyền đó quý vị. Tình cờ lang thang phố thị cũng gặp ông đại vé số này cả nhà. Chắc hôm nay ổng cũng đi vào đây ổng ăn nè. Đến quán cơm tấm Cô Ba. Thì bây giờ anh em theo chân mình đi vô quán cơm tấm Cô Ba coi có những gì ngon. Rồi anh em ơi, có cần ý kiến tôi, có bị cái cần anh em gì tôi không? Ông thầy thì hồi nào giờ là có cái biệt tài là kéo bài và chẻ bài, cũng y gan như là mấy thằng bài của Hồng Kông vậy đó. Thường thôi, thôi giờ vô đây đứng mát đi. Trong cho mát đi. Đứng ngoài quá nắng nè. Đây là cửa quán nè quý vị. Thì bây giờ thì nói chung ra giờ cờ bạc thì không có tốt đẹp gì. Cờ bạc thì không có tốt đẹp gì nghe quý vị. Mình cũng làm một hai trò để cho vui. Thì bây giờ thì trước mắt thì anh em thấy rồi đó. Tôi là đỡ cái nón là anh em cũng đủ hiểu không? Bây giờ thì cờ bạc thì thôi anh em ơi, bỏ định nó đi nghe, chứ cỡ gì mà còn thua người ta nghe anh em. Nếu anh em mà có cờ bạc tết này anh em bỏ định nó liền đi, chứ cỡ gì sống nổi nè nghe. Thấy không? Gì sống nổi nè, cái này là thường thôi. Vậy mà còn đi bán vé số nữa, cô chú anh chị. Còn đây là bộ bài bự hơn. Thì bộ bài bự hơn này thì nó cầm gì không biết kéo được hay không, nhưng mà cũng hên xui cái kéo được không nghe. Chứ nhiều khi nó bự hơn nó rớt. Kéo được không? Hên, kéo được. Bữa nay lại quán này hên đó, chứ mà bữa kéo nó rớt hoài à. Còn đây thêm một bộ nữa. Rồi ông thầy nhiều đồ nghề quá. Bộ này đâu có cầm kéo được. Bộ này chỉ cầm chơi thôi chứ không có kéo được anh em. Thì bây giờ chưa đi. Bây giờ mình chút xíu làm tiếp này, tôi còn nhiều trò lắm.
để mình đi vòng vòng cái quán, cái quán cơm này có ngon những gì, đặc sản gì. Ủa, có chủ không, có quán mày không? Cái này là giọng của ba. Cậu hỏi là hẹ gì. Thôi bây giờ vậy thôi, giờ em cũng cảm ơn anh để cho anh em đi vô trong mình coi những món ăn của anh nó sao cho cô chú anh chị để theo dõi coi. Thấy cô chú anh chị hai trước mắt là mình coi vậy này, bên đây là bán gì anh chú tiểu. Cái này là hủ tiếu đuôi heo đó, hủ tiếu đuôi heo đó là hủ tiếu đó, hủ tiếu. Rồi là mình xong thì mình sẽ vô trong nữa mình coi. Bây giờ mọi người gặp cô ba nha mọi người. Đây mới gọi là cô ba nè quý cô chú anh chị. Dạ. Thấy những món này là mình thấy là ngon, là cái mũi của vị là tạo được cái... Giờ mới biết là cô ba. Quay cho quý cô chú anh chị xem nguyên cái rổ sườn là quá hấp dẫn rồi quý cô chú anh chị. Wow. À mình bấm bà la mới được nghe. Nè. Lắc lắc như nào, lắc lắc ấm ba la cà na xí muội đẹp không? Hơn 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 hết giờ rồi, bây giờ bắt nữa rồi có không? Ấm ba la cà na xí muội, xí muội cà na có nữa không? Có tiền hết. Oh, à, hơn 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 giờ lấy tiền ra rồi làm biết mất tiền được không? Được 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 rồi, bây giờ chưa còn nữa không? Hết rồi, ấm ba la rồi, ấm ba la cà na xí muội hơn. Oh, hơn gì là đây, hơn 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 hết gì hết chân gì rồi hết là mệt nhưng mà hơn kệ đâu 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 ở dân thử là không có mất không đây. Ngoài chờ cái túi này anh khỏi cần bỏ, anh cũng không kê khỏi cần bỏ nè, bỏ bỏ bây giờ anh thật anh bóc anh bỏ vô ông bóc cái nữa coi, ấm ba la cà na xí muội. Thôi rồi, thôi rồi, cái này ông chủ không hên, ông bóc nhiều cầm nhiều đi chủ ơi, bóc nhiều cầm nhiều đi, bóc nhiều cầm nhiều đi đó. Ai bóc nhiều được cho nhiều. Trời ơi, thiệt chứ ta. Trời ơi, mình là vậy chứ bây giờ hết rồi bây giờ, bây giờ mình lấy ra mình làm cho nó mắc được nghe quý vị. Ví dụ như nãy giờ mình lấy tiền á thì mình lấy ra được mình làm cho nó mắc được nghe. Tại ví dụ như mình làm cho nó mắc tiêu tấm tiền được. Là làm cho nó mắc luôn nghe. Mà mắc tiêu rồi. Quá hay luôn. Tiền ra giờ nó mắc tiêu rồi. Thấy không? Rồi giờ không mình lấy lại nè. Có này nè. Thôi giờ cho vô lại mắc nữa cái được không? Biết nó còn mắc được không cái nữa. Rồi mất đi. Rồi xong, mất đi. Quá hay luôn. Rồi giờ lấy ra lại đây. Rồi. Còn. Thôi trời, được rồi. Đi đi mình, không mắc là được rồi. Thì tôi học được cũng ông thầy ông cho được như vậy. Quạt nó chi, tôi nhớ không? Quạt. Cái quạt hả? Cái quạt này không gài, tôi không có biểu diễn cho quạt này, không có lụm cho quạt này nè. Mà không biết sao hôm nay lại quán rồi. Cái quạt đó thôi. Hôm nay lại đây cũng hên trời. Cách cách nhưng mà cái quạt này quạt của mình. Hên. Nãy nó gắt mà vô đây nó được nguyên. Có nghĩa là rất là may mắn bị gắt mà vô đây được nguyên nghe quý vị. Thì quý vị ơi, mình á đi ngang quán này nhưng mà mình chưa có để dùng cơm, bây giờ mình sẽ dùng cơm rồi mời các bạn coi các bạn ăn của mình coi nó sao nha quý vị. Rồi chào quý vị nha. Nay ông thầy tính ăn món gì á? Bữa nay ăn đặc sản là cơm sườn cộng
với nem nướng thôi. Nem nướng này. Rồi cơm sườn cộng với bây giờ anh em ơi, anh em ăn món gì anh em cứ thưởng thức, anh em cứ quay video lại chia sẻ cho quý vị cô chú để mà coi nghe anh em. Rồi mời anh em cứ chọn món. Sức của ông thầy ăn được. Rồi mình đang ngồi ăn gần với một cái chú cũng theo một cái chú này cũng khá là nổi tiếng trên TikTok đó mọi người. Của miễn phí của quán, nếu mà miễn phí là kêu bằng món quái đản đó quý vị, là quán đại á. Sẵn quay cho các bạn xem. Nước mắm này là mình vẫn dùng với cơm quý vị. Còn đây là tô canh hủ qua. Đây là anh chủ quán nè mọi người. Mấy anh cứ dùng no thì cơm thêm không có tính tiền. Là ở đây đặc biệt là quý vị, đó là cái điểm nhắn thứ hai quý vị. Dạ. Ở đây quý vị cho ăn. Cơm thêm là không có tính tiền luôn á mọi người. Tùng ơi, Tùng.